với kế sách giả hàng để đánh lừa địch. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Lê Hoàn đã quyết định sẽ quyết chiến với quân Tống thế Dung Bạch Đằng một lần nữa. Tháng 4 năm 981, quân dân Đại Cồ Việt đã tiêu diệt sạch bóng quân Tống, đem lại nền tự chủ cho đất nước. Thưa bệ hạ, chúng ta tiếp tục bày trận ở sông Bạch Đằng để phục kích địch. Liệu Hầu Nhân Bảo có rơi vào bẫy của chúng ta không? Sau khi giành được phần thắng ở vùng sông Bạch Đằng, Hầu Nhân Bảo và tướng sĩ vô cùng tự phụ, đắc ý, không có chút phòng bị. Đối với hạng tướng coi thường đối phương như Hầu Nhân Bảo, ta giả vờ khiếp nhược để nhử bắt, ắt hắn sẽ mắc mưu. Bệ hạ, vậy là mục tiêu hàng đầu của ta trong trận này là Hầu Nhân Bảo. Đúng, chỉ cần giết được đầu não của quân địch, bộ phận chân tay của chúng tự khắc sẽ tan rã. Chỉ cần giết được đầu não của địch, bộ phận chân tay của chúng tự khắc sẽ tan rã. Các cánh quân khiêu chiến, sẵn sàng đợi lệnh. Đại tướng quân, phát hiện quân của Lê Hoàn kéo tới gây chiến. Vẫn còn muốn khiêu chiến với ta sao? Thật là không biết điều. Xông lên, giết hết bọn chúng cho ta. Rút quân, chạy. Không cho chúng nó thoát, ta nhất định phải nhổ sạch đám cỏ này. Bảo, người đã rơi vào trận địa của chúng ta rồi. Khốn kiếp, Sau cái chết của Hầu Nhân Bảo, tướng sĩ nhà Tống liền rút quân quay về, nhưng không tránh được đòn truy kích của ta. Với khí thế ngút trời, quân ta đánh cho quân giặc đại bại. Vua Tống đành xuống chiếu rút quân về. Cuộc chiến tranh giữ nước dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn đã giành thắng lợi. Từ đây, đất nước sạch bóng quân thù.